Tỷ y bài thiên Ngày thứ trăm. Hãy nghe và nhắc lại cái nói Nghe nói là một công ty du lịch 听说是一家旅游公司听说是一家旅游。Tính...说...是... 公司听说是一家旅游公司。听说是一家旅游公司。bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. gọi mình Đức là được. 叫我阿德就好。 ở đâu? dài nhà mình chính là ở gần đây. 我家就在附近。học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? <laughs> cho mình số di động. lấy số chi hậu mã có dùng facebook hay không dùng dùng su. sau khi về dùng từ truy để biểu đạt phương hướng xa khỏi phía người nói khuếch truy khổ lên wechat nói chuyện nhiều chút đi 多上微信聊天儿吧。chào mình càpuchino，给我卡布奇诺。Thái độ phục vụ của chỗ này，这里的服务态度。Xin mời từ từ dùng，请慢用。 Bạn nếm thử một chút xem. Nì tráng ý tráng. Thôi. Còn rất no. Khái khấn bảo. Vị bằng hữu đó, người bạn đó. Nào về Này quầy chỉ lớn hơn mình hai tuổi. Rồi Là làm cái gì vậy? Sự Một công ty du lịch. Y công